chào cả nhà. Hôm nay anh em lại tiếp tục là đi cắm câu cả nhà ơi. Hôm nay thì cắm ở dưới cái đường kênh này đây, sao đây? Mồi trùng. Con mọc quá. Rồi. Câu bầu dễ móc mồi trùng này ạ. À. Cắm luôn đi. Mày cắm đi, đây tao móc cho. Vậy. Thấy quên mặt buồn dài. Có trùng cả nhà. Rồi. Tốt nè. Đây, tiếp tục. Không cả nhà ơi. Đây cần nha. Rồi thôi nha cả nhà, khi nào mình cắm xong rồi mình báo cả nhà nha cả nhà. Tiếp cả nhà ơi. Sớm giờ mới được con nửa câu à. Anh em này cắm 30 cây. Cắm mồi trùng nha. Sáng coi coi dính con gì với con gì. Rồi nó tối cái mình đi thăm chập nữa. Quay giúp đi xuống. Cả nhà có thương anh em thì đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em có động lực để làm thêm cả nhà ơi. Nói chung là toàn những cảnh mà cuộc sống ngày thường của anh em mình sống. Ngày thường anh em mình sống sao thì em sẽ quay cho cả nhà xem vậy đó. Anh em Mỹ thì đang cầm máy quay, Mỹ thì em của mình, còn được cái thì bạn của mình đó. À, ba anh em sống lê đất ngày qua ngày với đó cả nhà ơi. Nói chung mà ở quê mà thì làm hết cái này tới cái kia. Mấy hôm nay em cũng bận một số việc cho nên là không có ra clip được cho cả nhà cùng xem. Mong cả nhà cũng thông cảm giùm em nha, em cũng sức sức phần đó. Nói chung tại công việc gia đình mà. Cả nhà cũng thông cảm, thương em thì đăng ký kênh ủng hộ em cả nhà ơi. Đi, đi tiếp. Cho đừng nằm đó ngủ đó đi. Em xuống cắm phụ Phú nghe cả nhà. Chứ thôi Phú cắm mình Phú thì cắm hơi lâu giờ cũng tối rồi.
anh em ngưng cả nhà ơi, chừa 5 cây. Để tối mình cắm mồi nhái. Đây 5 cây. Tối nay đi bắt nhái rồi cắm, giờ đi dài dài về luôn. Bắt nhái dài về. Rồi, hẹn cả nhà đợi tí xíu, tối tối mình đi thăm nha. Mới đi dài dài về mình coi mấy con câu lại dính rồi cả nhà ơi. Quá thế, cá thác lát nó bự tàu. Hết biết cá thác lát đã. Quá em. Tới công chuyện như cá thác lát này cả nhà ơi. Đã. Quá em. Đây thành quả nha cả nhà. Bạc. Bông ngon. Quá em. Rồi được lại cái mình lấy trùng mình móc lại. Đi thăm câu cả nhà ơi. Vô tới dỗ là dính luôn cả nhà ơi. Cái nhà quá em dạ. Trời. Đừng nói sảy nữa, đừng nói sảy rồi đó. Trùng đâu bộ? Mệt đó. Đâu? Đó. Không ngồi lại luôn cả nhà ơi. Mồi này ngại thiệt. Ôi trời, con cá chê vàng nó bự. Thấy rõ không mấy? Ừ. Thấy rõ không? Rõ. Không ngồi đúng không? Không ngồi. Thời còn ngồi móc được luôn. Nhà cầm thông ngon. Quá hay quá, hay quá rồi, hay quá rồi. Vì là ngon rồi. Cầm lại cả nhà. Tiếp tục đi tiếp. Không dính cả nhà ơi. Bữa đó được con cá nha, giăng lưới đó. Giăng lưới rồi quăng câu xuống rồi dính lưỡi nha. Giăng lưới rồi đó. Quăng câu rồi dính lưỡi đó. Câu biết cần câu nhưng mà nó giăng lưới rồi đó mà quăng xuống dính lưỡi đó. Thì cấm câu. Cấm câu hả? Dạ. Câu được. Cái câu câu cần quăng á, dính lưỡi á. Nước rộng quá rồi cả nhà ơi, đưa lại mới được. Sửa lại, nước rộng rồi. Rồi, tiếp tục dính nữa rồi cả nhà ơi. Ôi dạ. Ôi, cái chè trắng nó đã. Quá im. Quá im cả nhà ơi.
đây đây đây, đây show luôn nè mấy ơi, đây đây show luôn, quá im con cá chê rồi, quá im, tới công chuyện này rồi. Thấy chưa bồ, bồ nghe lời tôi là đâu có sai đâu, thấy không bồ? Im chưa? Ngon lạnh. Ngon lạnh, ngon lạnh. Em mấy bên cần rồi. Chưa mà, mình mới phát nữa mà. Ngon rồi cả nhà ơi. Sâu sâu nè. Nước chậm. Tôi thấy cái đọt nó hình nhịp, hình nhịp, hình nhịp. Bật cái môi ra. Cầm luôn đi. Cái đâu rụm cái đó. Cái này thử nha. Quá trời mấy em. Đồ rất tên. Rồi xảy rồi trời. Rồi. Nó dính mép. Trời ơi trời, con cá chê bành kia luôn. Nó dính mép một chút xíu à. Tao giật nhẹ nhẹ dịu dịu nó lên đó. Trời ơi trời ơi. Bình lớn vậy nè. Cái là cỡ 4-3 gram đó. Trời ơi. Đầm heo mới thấy đó luôn. Ba đời. Lạng lạng đây nè. Ôi trời. Tức tao đực ôi là đực. Tức quá cả nhà ơi. Em cung tay luôn á. Mời sắm cái giọt mới được. Mời sắm cái giọt bò. Hiếm lắm mới được con cá bự tào. Bụng trong bụng thì chứ. Tính không? À, mẹ không sống nữa có được. Buồn quá cả nhà, sáng cá chê bự buồn quá cả nhà. Anh em đang trên đường về dính nữa cả nhà ơi. Còn nó dính chắc rồi mà, nó dễ vậy, dính chắc rồi. Tôi cầm cái đọt. Gãy đọt. Không gãy. Nó cầm cái đọt nhỏ con nãy. Con này nhỏ à. Đen trắng. Đen trắng. Tìm quá cả nhà ơi. Ê, đừng còn nghe. Ê, bọc hết rồi. Đừng nhái. Đừng nhái. Con này dễ gì. Con này nhỏ, con này nhỏ. Cá mới móc nè, trời. Cái này ở đây đây. Tìm quá bộ hơi. Ở đây đi hầm chát nữa. Đừng tiếng nữa là nó không được. Tiếng hồi nó không được rồi. Quá im. Quá im rồi cả nhà ơi. Ngon. Tới tao đi trước, tao lại cảm giác trước. Cái này mau lắm, số là mau. Từ nhà nãy em ấy nè. Thánh thần ơi, có gô kìa cả nhà ơi. Quay đây nè, dính cái lóc đây nè. Kìa, dính cái lóc đây nè kìa. Kìa nhà. Kìa, kìa, kìa. Trời ơi, kìa, kìa, đang được dính cái lóc kìa. Đang được dính cái lóc kìa. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Đây, coi chừng dính cái cánh trò nữa nha. Dính
Đây thôi, đây thôi. Đây thôi. Tại sao nó quạt cái lưỡi đi luôn đó. Mày như này. Rồi giật nó lên luôn bộ ơi. Quay. Ồ nè cả nhà. Quay đây có cái rô nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi trời con rô. Hối thằng con rô này chứ. Cái này cá đực. Nó bự mới dài nha cả nhà. Quá tài của cái rô nè. Quá tài cái rô nè cả nhà ơi. Rồi dính lực nữa nè. Lực dính cá lóc nữa nha cả nhà. Hết biết rồi, bữa nay ngon rồi. Mày cắm mùi gì? Tao cắm mùi trộn gì? Mày bắt mùi dế đi. Con còn dế được không á? Chẳng đó đâu anh Đực. Cái chuyện rồi. Chúng ta thấy hàm một cái nhà. Nãy ra. Nãy ra. Nãy ra. Cái hàm có cái nhà. Mình lên như cái nhà. Không còn ai kiếm cây nữa. Kiếm nó bộ. Ngoài trùng nè bộ ơi. Nhát rồi hả? Kìa con tối nhẹt luôn rồi. Thấy rồi đó. Con tối nhẹt. Giờ đi thăm câu nữa cả nhà ơi. Nó đang thăm giác rồi. Cũng được hớ giờ anh em mình đi thăm hớ cả nhà ơi. Đi, về dạy ra đây nè. Tới chỗ rồi cả nhà ơi. Đi thăm luôn cả nhà ơi. Đi quá còn rồi. Đi về dạy không nghĩ à. Con cậu đây đâu mày? Đâu mày? Cái trắng các bạn ơi. Chính cái cây trắng. Câu chưa cho gãy rồi thấy không? Tức cái mặt gì đó. Chứ nó bột. Tới đó đi. Rồi, đi tiếp đây nha. Rồi nó là tới quay cho cái nhà mình xem nha. Đứng nữa đây nha. Cái gì vậy? Đó.
tiếp cả nhà ơi. Hai con cả nhà ơi. Rất thu rồi. Đây, còn cá lóc, còn cá chê. Dính luôn cái bắp chuối. Rồi chưa bồ? Rồi chưa? Dính nữa cả nhà ơi. Đẩy đầu luôn. Anh em đi về. Cá chê nữa rồi. Dính nữa rồi, cá chê nữa rồi. Cá chê bự hết hồi qua cả nhà. Quá chặt luôn nha cả nhà. Mình thùng á. Ok. Để đi sáng mai anh em mình thăm tiếp cả nhà. Đây, anh và cả nhà chúc cả nhà buổi sáng ngày mới thật là vui vẻ. Sáng giờ anh em đi thăm câu cả nhà ơi, đợt thì có việc sáng vô không được rồi, giờ có hai anh em mình đi tới chân cầu rồi, kiếm cá luôn rồi. Cá gì đây? Trời ơi, cô hết riết cả nhà ơi. Cô hết trời bự không cả nhà. Cô bự nội ơi. Đừng con giận con. Cái cô nó bự rất xỉu bự chứ. Tập tiên cái cô bằng kilo. Dính cá chết luôn cái nhà ơi. Cái thắt lát bằng kilo luôn. Hết biết sát lát bự. Chất veo chân. Cá ăn ruột mất hành cây câu nữa. Tại hồi nữa mình đi về mình kiếm nó. Đây, giờ tới luôn. Đi thăm câu cũng rồi cả nhà ơi, sáng nay thăm cũng được mấy con à, ba con à, với đêm hôm nữa. Thôi em cũng xin kết thúc clip nha, xin chào cả nhà, hẹn cả nhà lại clip sau. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em cả nhà ơi, xin chào cả nhà.